Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh Đầu tư Chứng khoán. Và tiếp tục là mình đây. Thì uh, hôm nay mình là làm và cập nhật nhanh với các anh chị và các bạn và các anh chị về thị trường và cũng như là những uh, có một cái view qua thị trường trong có cái nhận định và chúng ta cùng đánh giá trong cái phiên tới đúng không? Và tuần này sẽ như thế nào? Thì mình nghĩ là trước khi đi vào về những cái phân tích này và các bạn và các anh chị cho mình một cái like một cái share được không và có thả tay mình dưới cái video để cùng có sự lan tỏa hơn nha các anh chị mà và... đó, mình cũng mong là các bạn và anh chị có những cái hành động nho nhỏ giúp cho mình nha rồi à, thì vậy như vậy thì mình cũng không là mất thời gian của anh chị và bạn thì chúng ta hãy làm về hôm nay có hai cái điểm mà chúng ta chú ý đó là gì đó là cái thị trường của chúng ta vẫn đang trong một cái vùng tích lũy và cái vùng sai quay và cái thứ hai đó là cái thanh khoản của thị trường của chúng ta có một cái sự sụt giảm cũng tương đối là mạnh đó nếu mà chúng ta tính từ ở phiên những cái phiên tỷ đô tỷ đô và chúng ta thấy là về đây dưới về 17 000 tỷ rồi mình nghĩ là đâu đó sụt giảm cũng tương đối mạnh nha các anh chị mày à, có thể làm hết một phần tư à, mất một phần tư nghĩa là 25 phần trăm thì như vậy thì các bạn và các anh chị thấy đóng cửa ngày hôm nay hiện tại là giảm 7,93 điểm tương đương với lại 0,67% Và cái thanh khoản đạt ở 17.177 tỷ Và có 176 mã tăng với 5 mã tăng trần và có 281 mã giảm với 5 mã giảm sàn và 71 mã đứng giá Còn với lại V50 thì hiện tại là giảm 10 điểm, 10,54 điểm tương đương với 0,88% và... khoảng đạt 8.750 à, tỷ và 21 mã giảm và 2 à, mã đứng giá và 7 mã tăng. Đó. Thì các bạn, các anh chị thấy là đoạn này đúng không? thì trong khi những cái điều chỉnh này xảy ra, em thấy là có sẽ có những cái sự thay đổi. Tại vì khi thị trường có những cái sự rung lắc và những cái vùng này thì mình nghĩ là thị trường của chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi đúng không các chị bạn? thì khi có những cái sự thay đổi này chúng ta thấy là về cái thanh khoản của thị trường nhá, về cái thanh khoản của thị trường cũng như là thanh khoản của Vindex mình nghĩ là index uh, à, Vinamo chúng ta là một phần hai rồi, đúng không? một phần hai so với lại index rồi, thì cho nên là mình thấy là cái khả năng là trong những giai đoạn sắp tới thì cho nên là các bạn nên chú ý vào những cái cổ phiếu trụ, à, các cổ phiếu trụ đặc biệt là các cổ phiếu về nhóm ngân hàng, và nếu là nhóm ngân hàng và cũng như là các cổ phiếu về à, trong cái 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 nhóm uh, VNMU này đó nhưng mà đặc biệt thì các bạn thấy là vn30 này là toàn là ngân hàng không à rồi, rồi chúng ta thấy là thanh khoản sụt giảm rất là rõ nét ha gần như mình thấy là sụt giảm rất là nhiều đó um, hôm qua là một triệu thì hôm nay gần như là giảm đâu đó mình nghĩ là khoảng 25 30 phần trăm gì đó và cái uh, tự doanh thì mình nghĩ là chưa cập nhật được tự doanh thì chưa cập nhật được nha và ngày hôm nay thì mình nghĩ là về uh, nước ngoài thì chúng ta là đang có một cái động lực bán khá là mạnh, mình nghĩ là trong cái phiên uh, chiều. Đó, sáu hơn 600 tỷ nhưng mà cuối phiên thì cũng uh, mua lại nhẹ tí nhưng mà vẫn là bán một uh, đánh giá là một bán đồng mạnh, đâu đó thì 556 tỷ. Cũng khá là mạnh nên thấy tập trung vào các cổ phiếu như Hòa Phát, Vbank, STB, SI, VND và Vietcombank và Novaland. À, năm Năm Long Rồi uh, và các bạn các anh chị thấy ngày hôm nay thì có gas Vít, Vinamilk, GVR, DGC, Novaland, Techcombank và SIB. ở trong cái chiều ngược lại em thấy là có Vietcombank, Vinhome, Hòa Phát, STB, Vbank, BGV, VRE và Công Thương. Đó, đó là những cái tổng hợp mà chúng ta thấy được. Và ngày hôm nay mình nghĩ là những cái nhóm ngành mà chúng ta thấy là vẫn thu hút được dòng tiền như là bất động sản. Đó, bất động sản thêm thêm cái áp lực vẫn là nhìn về cái lực mình nghĩ là vẫn là mua vẫn là chiếm ưu thế nhưng mà thấy là có những cái động lực về giảm điểm ở sự phân hóa trong cái ngành này rất lớn đó vẫn rất lớn nha các anh chị bạn rồi uh, như là tay thấy là ngành ngân hàng đó, ngành ngân hàng hôm nay có một cái sự giảm điểm mình nghĩ là vào như là đa phần là các cổ phiếu và ngành ngân hàng giảm điểm khá là mạnh nè giảm điểm khá mạnh như là stb rồi uh, vietcombank đó vietcombank giảm điểm ảnh hưởng chỉ số rất lớn đó, rồi uh, cũng như là nhóm uh, chứng khoán ngày hôm qua các bạn thấy là đã có giúp cho thị trường tăng rất điểm rất là tốt ngày hôm nay mình thấy là một sự chốt lời khá là mạnh rõ nét nha các anh chị bạn rồi những cái nhóm mà về như là thép đó vẫn là một cái áp lực thì chúng ta cũng sẽ đánh giá với thị trường chung sẽ như thế nào và các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt của thị trường đó mình nghĩ là năm ngành mình nghĩ là năm ngành sáu ngành dẫn dắt của thị trường như là ngành bất động sản ngành xây dựng ngành ngân hàng ngành thép và ngành à, chứng khoán và thêm một ngành nữa là ngành dầu khí. đó lâu rồi mình cũng không có view cho mọi người về dầu khí và dầu khí mình nghĩ là sau những cái nhịp điều chỉnh này mình nghĩ là sẽ hấp dẫn, mình nghĩ nó sẽ hấp dẫn đối với ngành dầu khí. Đó, đó sẽ có những cái mình nghĩ là sẽ có những cái vùng giá tương đối hấp dẫn đối với ngành dầu khí. rồi ở đây chúng ta cùng view qua thị trường tí thì như là mình nói với các anh chị bạn là à, sau một cái đợt giảm mạnh thì thành khoảng biến động rất là mạnh đúng không sau những cái biến động mạnh đó nó sẽ bắt đầu thu hẹp dần đó khi mà cái biên độ mà thu hẹp dần thì chúng ta thấy là gì đó thì nó sẽ có những cái sự diễn biến rung lắc như thế này thì mình nghĩ là tích lũy ở đây để sau đó nó vượt qua đúng không nó vượt qua rồi sau đó nó cũng sẽ té lại đó, và nó sẽ tích lũy rất là khó chịu xung quanh ở những cái vùng 1.200 này đó, thậm chí từ cái vùng 1.190 cho tới 1.200 12... 1213 đó là những cái vùng mình nghĩ là thị trường sau khi tăng vừa qua nó sẽ test lại ở cái vùng này không rồi à, đó là những cái đánh giá chung về thị trường mình nghĩ là thị trường trong đoạn này thì đang cần mất đi những cái đà hưng phấn đúng không? những cái đà hưng phấn thì thị trường sau khi tích lũy mình nghĩ là cái hưng phấn nó sẽ mất đi và những cái, cái diễn biến về mặt hoảng loạn nó có thể là ngồi lên trở lại đúng không đấy là những cái diễn biến này tạo ra cái sự hoảng loạn của, của thị trường sẽ diễn ra trong vài ngày tới rồi à, nhìn về mặt ngắn hạn thì cũng như là chúng ta thấy là để à, sau khi thị trường hồi phục thì các bạn thấy là nó cũng đi về những cái vùng cân bằng mà để tiếp tục đi lại về cái vùng 1.200 này hay không, hoặc là để chuyển đổi về xu hướng này hay không, ở à, hay là giảm tiếp thì chúng ta cần đánh giá là ở đây à, thị trường của chúng ta sẽ có những cái diễn biến tích lũy lại. Bởi để là để mà tích lũy lại trong cái vùng này càng ngày càng hẹp, không thì à, các bạn và các anh chị thấy là nó cũng có thể diễn biến để nó tạo ra một cái red out hoặc red down hoặc là nó phải tích lũy lại trên vùng này để nó à, áp sát vùng này để nó xuyên xuyên qua để chuyển đổi xu hướng thì chúng ta cần đánh giá mình nghĩ là bây giờ nó cần đánh giá là cái tích lũy chỗ này nè đúng không để nó bước lên vùng này hay là giảm xuống thì mình nghĩ là đâu đó khoảng tầm à, nhìn với cái đồ thị này mình nghĩ là tầm khoảng 3 phiên nữa thì ba phiên nữa thì chúng ta phải là qua tuần sau ừ. còn trong cái tuần này mình nghĩ là từ thứ hai à, từ thứ năm thứ sáu đi thì mình nghĩ là thị trường của chúng ta vẫn là một trong cái phiên mình nghĩ là vẫn là sai quay nha mình nghĩ là vẫn là sideways của thị trường à cho nên là cái biên động mình nghĩ là nó từ đây ha, tới đây nó vẫn là bây giờ là đỉnh đáy ngắn hạn của thị trường trong đợt này và mình nghĩ là vẫn có những cái diễn biến nó có thể chỉnh về đâu đó ở cái vùng 1160 1160 cho tới ở những cái biên độ dao động như thế này 180 cho nên là cái biên độ không thấy là những cái biên độ lớn những cái biên độ lớn này nó cũng hồi phục rồi sau đó nó chỉnh và nó hẹp giật đó thì mình nghĩ là tầm hai phiên nữa ba phiên nữa đó tuần sau ha tuần sau và mình nghĩ là tuần sau nó cũng không biến động nhiều đó, không biến động nhiều tại vì khi mà thanh khoản bắt đầu trận lại và chúng ta thấy là có những cái nhịp nghỉ lễ này thì mình nghĩ là chúng ta cần cân bằng danh mục hơi và sau những cái đợt này mình nghĩ là dòng tiền nó cũng sẽ thay đổi vào nhiều những ngành khác nhau đó, tại vì những cái điều chỉnh này thì các bạn thấy là do có những cái lực chốt lời đó, cũng như lực lực bán ra thì sau đó thì những cái dòng đó nó cũng sẽ thay đổi đó, tại dòng này sẽ chuyển qua dòng khác thì giống như các bạn và các chị thấy từng nhóm ngành ha mình đi đầu vào những nhóm ngành như ngày hôm nay thì những cái nhóm ngành như bất động sản nó rất là tích cực đó mình nghĩ là dòng bất động sản là dù là có những cái phi tích cực rồi nhưng chúng ta thấy là những cái áp lực ở đây nó chưa hề hết và mình nghĩ là về bất động sản thì mình nghĩ là nó vẫn phải test đi tắt lại những cái vùng này thì có những cái cổ phiếu mà chúng ta cần quan sát và theo dõi thôi mình nghĩ là dòng bất động sản thì các bạn thấy là những cổ phiếu mà như là vít nó đang có những cái sự tích lũy này mình đánh giá vẫn là một trong những cái hỗ trợ mạnh của vít không vẫn là hỗ trợ mạnh covid đó mình nghĩ là nó tích lũy tích đi tích lại những cái vùng này khá là lâu rồi những cái cổ phiếu như Vinhome, nhớ Vinhome mình nghĩ là chỉnh thêm một tí nữa thì nó cũng đã về những cái vùng hấp dẫn rồi. Đó những cái vùng hỗ trợ 52.7 này mình đánh giá vẫn là ok, vẫn là ổn. năm 52.7 28 52 này, đó nó vẫn là một cái hỗ trợ ổn của Vinhome. Đó và những cái cổ phiếu như DG, đó, mình nghĩ là các bạn thấy là những cái vùng này nó sẽ thiên về tích lũy cho nên mình nghĩ là nó sẽ thiên về t cộng, t cộng cho các bạn và anh chị còn ở vùng này à, nó vẫn phải test đi test lại nha, nó vẫn tích lũy đi tích lũy lại trong vùng này à, để giao động đi lên hay không, đó, ít nhất thì nó cũng phải đi qua cái mây này, nè, các bạn và anh chị nha, mình nghĩ là nó phải đi qua cái mây này, à chỗ này đi qua cái mây đây, đó, à, rồi đất xanh, chúng ta cũng sẽ thấy được ha đất xanh cũng vậy nè các bạn thấy là nó cũng sẽ bị áp lực quay lại vùng này giống như các bạn thấy là ngày hôm qua là cái dòng chứng khoán mình nghĩ là rất mạnh đúng không? các bạn thấy là rất mạnh đó kể cả về như là SI trong phiên ATC đã có những cái dấu hiệu vượt đỉnh đó có gì bạn ở những cái dấu hiệu vượt đỉnh nhưng mà mình thấy là đối với SI thì chúng ta hãy là về dòng chứng khoán các bạn thấy nè à, quay lại quên à, mình chia chia sẻ với mọi người là dòng chứng khoán như mình có nói rồi bây giờ nó sẽ thiên mình nghĩ là nó sẽ thi về tích lũy hơn ha, mình nghĩ là đây là đỉnh nè. Và đây là đỉnh ngắn hạn nha. Ở đây chúng ta sẽ thấy được là đây là đỉnh ngắn hạn nha anh chị ơi. Và ở đây là đáy ngắn hạn nha. Đó. Thì cho nên trong biên độ dao động này nó sẽ có những cái biến đổi trong vùng này. Đó, mình nghĩ là nó phải khi biên độ lớn này nó phải cần có những cái tích lũy hẹp lại qua bên đây. Đó thì trong những cái lúc này chúng ta sẽ xem xét thôi còn những cái cổ phiếu như ai mà mình nghĩ là hôm nay nó vẫn gặp một cái áp lực mình nghĩ là khi mà vượt đỉnh tiếp tục như này thì nó vẫn gặp áp lực mình thấy là nó vẫn chưa về cái kháng cự này lần nào hết cho nên là khả năng nó vẫn về và mình thấy là những cái tới vùng này nó sẽ gặp áp lực thôi và mình nghĩ là nó vẫn còn có khả năng tiến tới cái vùng đó một lần nữa ở trong ngày hôm nay dù là có điều chỉnh thật nhưng mà mình thấy là vẫn cái đà cái đà về mặt ngắn hạn này mình vẫn thấy nó có thể lên đó, vẫn có thể chạm vào đây ha chúng ta nhìn chờ vào 31 4 tư đó cái biên này rồi vin đi hôm nay chúng ta thấy là cũng có những cái sự điều chỉnh trở lại mình thấy là những cái mục tích lũy thì nó dao động như này và tiếp tục thì chúng ta là qua ngành ngân hàng là một cái ngành trụ mình nghĩ là chúng ta thấy là về ngân hàng nó cũng tương tự như vậy và chúng ta thấy là sau khi gần chạm vào hỗ trợ này nó cũng có những cái sự bật lên đó ngày hôm nay test lại đúng không và thấy là bám trong những cái phiên tới nó có bám được cái may này để đi lên hay không hay là nó có thể là bị xuyên qua đây chỉnh xuống đây đúng không thì bạn thấy là nếu mà xuyên qua đây chỉnh xuống thì cũng thấy là cái động lực của nhóm ngành ngân hàng sẽ yếu rất nhiều nha và khi ngân hàng mà yếu đi mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường rất lớn tại vì cái dòng này là cái dòng mà nó có cái vốn hóa lớn mà vậy là vốn hóa lớn nhất thị trường thì cho nên là ảnh hưởng rất lớn thì thấy là đầu tiên ngày hôm nay mình nghĩ là việc cân bằng cũng là một trong những cái cổ phiếu mình nghĩ nó đã mất cân bằng về mặt đồ thị... đồ thị tuần như này nè sau khi vượt đỉnh xong mình thấy là nó tăng tiếp tục không biết định ở đâu nhưng mà mình nghĩ là bây giờ nó đang có những cái dấu hiệu mất cân bằng thì nó chỉnh về nó có đi tiếp hay nó rơi đó thì chúng ta cần xem xét tiếp thôi ở trừ khi nào cũng thấy là những cái điểm này nó mất đi những cái vùng dưới 83 này mình thấy là nó mới có độ rơi cho 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 việc cân bằng thì lúc đó nó mới nguy hiểm ha dưới 83 nha các anh chị mày dưới 83 thì ta đây đây, đây đây nó có một cái hỗ trợ 82.3 82.8, 82.9 Cho nên là nó mất dưới cái vùng này đánh Đóng cửa tuần mà rớt dưới cái vùng này Xác định cho chúng ta là khả năng thì rất cao đó, Nó có một cái điều chỉnh Thì mà điều chỉnh đó mình nghĩ là nguy hiểm đó, Nguy hiểm ha, nó ảnh hưởng đến thị trường rất lớn cho các anh chị bạn Rồi chúng ta cần đánh giá như vậy ha Rồi những cái cổ phiếu ngân hàng Mình nghĩ là nếu mà các bạn xác định mua Thì mình nghĩ là vẫn còn những cái điểm mua được đó, như STB dù hôm nay cũng thấy là chỉnh rất mạnh nhưng mà mình đánh giá nó vẫn tích lũy thôi vẫn tích lũy thôi Hiện tại nó vẫn có hỗ trợ nha các bạn. Đó, những cái hỗ trợ lăn quanh tầm 30, lăn quanh 30 nè. Rồi như là Techcombank này, hôm nay ta là hôm qua cũng có một cái thông tin liên quan tới con gái chủ tịch mua tới 82 triệu cổ, thì ngày hôm nay bật tăng rất là mạnh nè. Nó rất là mạnh nhưng mình nghĩ là nó vẫn đang tích lũy vùng này lại, đúng không? Sau khi những chạm vào được những cái vùng hỗ trợ bật lên. Khá là tốt. Thế cho nên là mình nghĩ là nó sẽ xoay lại cái vùng này. Rồi. À, thì nó hôm nay thì đóng cửa nó cũng khá là gọi là thấp nhất phiên trong ngày hôm nay và chỉnh để lắp được cái gáp này hay không. Nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn là đang tích lũy thôi, cũng chưa có vấn đề gì cả. Còn những cái cổ phiếu như CTG này, mình thấy là cũng đang tích lũy nha, đang tích lũy và cũng chưa chỉnh về hỗ trợ nè. Rồi, cho nên là mình nghĩ là nó vẫn cũng là lưng lửng lưng lửng nên là những cái vùng này mình nghĩ là rất khó chịu thôi, nó khó chịu đối với những cái cái, cái, cái dòng ngân hàng rồi chúng ta qua ngành thép mà ngành thép các bạn thấy các anh chị thấy là nó vẫn chưa về à, nó vẫn lơ lơ lần lượt một tí nhưng mà cái đà này áp lực nó vẫn còn đâu đó bốn phiên tới mà bốn phiên tới cho nên là chúng ta cần xem xét nha ví dụ như cổ phiếu hòa phát các bạn thấy là trong những cái vùng rơi này thì hòa phát cũng tương đối là hấp dẫn trở lại đúng không sau một cái đợt mà nó điều chỉnh về đây các bạn thấy là những cái kháng cự này tuần nó diễn ra một hai ba bốn bạn thấy không bốn tuần gần như một tháng sau đó nó mới rơi đó các bạn thấy không cái đó là các bạn thấy là nếu mà chúng ta bình tĩnh ta kiên nhẫn thì những cái vùng như mình nói vùng tích lũy này các bạn mà tham gia ngắn hạn thì thôi tham gia ít đúng không nó tham gia ít nó tích lũy để nó vượt đỉnh hay không thì mình nghĩ là cũng chưa biết nè bạn thấy không cũng chưa biết được nó cũng không có vượt đỉnh nè đó còn các bạn mà tham gia nhiều trong vùng này mình nghĩ là tây cộng mà. mình đánh giá đây là vùng tây cộng rồi tích lũy là tây cộng nữa, chứ cũng không có phải là một cái điểm hấp dẫn về tại vì đây cơ bản nó là kháng cự đúng không kháng cự để muốn vượt được mình nghĩ là nó phải cần rất nhiều lần đó đó là kháng cự mà mình gọi là đánh giá là kháng cự cực kỳ mạnh ha Kỳ mạnh ha mình nghĩ là một cụm này là một lần nè một lần vừa qua mà nó chưa xác nhận được thì một lần ha cho một cụm này một lần đó để quay lên thì một lần nữa chờ một lần nữa hay không hoặc là nó phải tích lũy lại để nó vừa qua đó mình nghĩ là phải mất thời gian nữa ít nhất là cũng phải đối với cái mã mà hòa phát này mà để vượt được 28 này mình nghĩ là nó phải đâu đó là khoảng tầm uh, nếu mà tích lũy trong dạng dạng như này mình nghĩ là nó cần đâu đó khoảng tầm hai uh, 2 đến 3 tháng tới ít nhất là 2 đến 3 tháng tới bạn nha 2 3 tháng tới cho nên là những cái vùng mua hợp lý mình nghĩ là giao dịch T cộng được đó là những cái vùng biên tầm tầm ở uh, 25 trở xuống đó cho cái biên từ đây là 24 ha và thì cứ nghĩ là từ 24 tới 25 đó là cái biên mình nghĩ là có thể làm tham gia đối với họ phát rồi ngành thép và ngành xây dựng mình lướt nhanh cho các anh chị bài ha dòng xây dựng thì mình nghĩ là nó cũng giống như vậy thì khả năng nó cũng sẽ phải cần tích lũy lại rồi các bạn đoạn này nhiều cổ phiếu nó cũng đã chỉnh rồi và các dòng các ngành đều cũng chỉnh rồi và nó cũng chỉnh và chỉnh trong xu hướng nha các bạn đó chỉnh trong xu hướng này mình nghĩ là chưa chưa nguy hiểm lắm trừ khi là nó chỉnh trong xu hướng này nó phải gọi là gì mà chỉnh xong nó sẽ tạo ra một cái biên định đáy đó, cái biên định đáy này các bạn sẽ thấy được là nó sẽ gọi là sai quay đúng không gọi là sai quay nó sẽ sai quay cho cái pin này đó cái pin này qua tới đây thì nó gọi là không có xu hướng trở lại thì nó mất đi cái xu hướng tăng này nó sẽ không có xu hướng và để nó gọi là sau khi tích lũy xong nó break out hoặc break down để nó tiếp tục một cái xu hướng mới à, tìm một xu hướng mới có nghĩa là một là tìm lại xu hướng tăng hai là nó sẽ đi vào một cái trạng thái là break down là chúng ta là đi vào xu hướng giảm về mặt ngắn hạn à, thì khi mà vào xu hướng giảm thì mình à, sẽ rất khó kinh doanh à, rất khó kinh doanh và chúng ta chỉ chờ đợi vào những cái bắt đáy thôi rồi à, đó là những cái mà chúng ta đánh giá về dòng xây dựng ha dòng xây dựng xong rồi chúng ta lại qua những cái dòng mà như uh, tính chất uh, uh, ngân hàng rồi bất động sản rồi xây dựng rồi thép rồi dầu khí à, dầu khí là một cái dòng mình nghĩ là chúng ta cũng lâu rồi bỏ qua đó dầu khí mình nghĩ là nó đã có những cái nhịp điều chỉnh đó, và vùng này là vùng tây cộng rồi không? vùng tây cộng rồi thì thấy là có những cái cổ phiếu như bình sơn bình sơn thì vẫn còn giữ được đây nè bạn thấy không đó mình nói nó hẹn là về đâu đó ở những cái vùng uh, vùng ở đây ha bình sơn thì nó cũng chia cổ tức bạn thấy là nó cũng về đâu đây đó. chia cổ tức rồi cho nên là nó có biên đây bạn thấy nó gần về đây nó chỉnh luôn các bạn anh chị thấy không chỉnh luôn những cái kháng cự gọi là những cái vùng cân bằng giá rồi như bvd bvd mình nghĩ là bây giờ đánh tay cộng thì ok chứ còn mà đánh dài thì chưa phải là hẳn hay mình chưa phải là một cái góc nhìn hay để chúng ta đánh dài đánh ngắn thôi đánh ngắn thôi nha các bạn đó đánh ngắn là đây cái điểm này các bạn thấy lên lên đây tay cộng về bán thôi đó chứ còn những cái điểm đánh dài như chưa tại vì nhìn ở đây thì mình nghĩ là BBD vẫn còn lên lượng quá BBS nè BBS như vậy ha BBS cũng chưa có chỉnh với lại lần nào luôn các bạn cho nên là chúng ta hãy là cần nên chờ nè BBB BBB như thế này thì cũng hơi rủi ro nha mình nghĩ là BBB đây là phải hội cho mạnh đâu BB mình nghĩ là có khả năng cao là nó về đâu đó ở vùng 17, có khả năng là nó về 16.5, 17 luôn đó các bạn. À, cho nên là BB mình nghĩ là còn một nhịp rơi nữa, à, 16.5, 17 thì đâu đó vùng pin này, đó, tầm 10, 13%, 3% thì nó cũng nhanh thôi, mình nghĩ là cũng nhanh, nhưng mà để để chỉnh về đó mình nghĩ là nó phải tính theo tuần, có thể là mất một hai tuần tới rồi đó là về những cái góc nhìn mình thấy là về đối với cái dòng à, dòng 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 dầu dòng dầu ừ. bbc ha rồi như vậy thôi nghĩa là cũng chưa có gì chúng ta cần chờ mình nghĩ là chúng ta có thể đưa vào watchlist để chúng ta theo dõi với cái dòng dầu mình nghĩ là các bạn có anh chị nào mê dầu khí thì chúng ta xử lý như thế nào đó các bạn hoặc anh chị mà đang có dầu khí xử lý như thế nào thì cứ comment và để mình chia sẻ lại nha. đó có thể là các bạn bây giờ các bạn có thể comment dưới cái phần video này để chúng ta cũng có thể những góc nhìn và chia sẻ nhiều hơn. Đó, các bạn thấy hay thì cho mình một cái like một cái xe đó và đặc biệt thả mình một cái tim những cái video nữa. đó còn mà các bạn các anh chị comment thì khỏi thả tim cũng được thả tim xong để lại comment về vấn đề đó mình sẽ hoặc là các bạn để số điện thoại cũng được mình sẽ gọi trực tiếp cho các anh chị các bạn để mình uh, tư vấn cho các bạn các anh chị luôn. đó để chúng ta và chúng ta có thể là trao đổi tiếp như vậy để làm gì các bạn? Đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và cũng như là chúng ta có thể trò chuyện thoải mái. Mình nghĩ là chúng ta cần phải chia sẻ những cái gì đó để mình tư vấn cho các bạn anh chị đầy đủ. Đó, ha, những cái trạng thái, những cái tình tình huống như thế nào. Rồi, à, đó là những cái góc nhìn về thị trường đó, để cho các bạn và các anh chị theo dõi trong những cái ngày kế tiếp ha. Còn với thị trường mình nghĩ là có những cái dòng mà như dầu khí vẫn chưa rơi xong đó dòng thép vẫn chưa xong thì mình nghĩ là thị trường sẽ co giật rất nhiều trong giai đoạn tới nha các anh chị bạn đó dù là các anh thấy là nó có chỉnh lại về đây một lần nữa thì vẫn bình thường nha nó chỉnh lại về đây ở đâu đó một một sáu mươi nữa một lần nữa mình nghĩ là vẫn bình thường nha các anh chị bạn rồi à, cảm ơn các anh chị bạn đã lắng nghe và theo dõi chúc các bạn và các anh chị một buổi chiều thật nhiều vui vẻ và chúng ta thật bình tĩnh để giao dịch cho nó hiệu quả và cũng như là mình chia sẻ mọi người là vùng này mình cần cân bằng danh mục nha các bạn cân bằng danh mục các bạn thể để trạng thái là 50 50 đừng bán hết và cũng như là uh, bạn bán hết là dễ phô mô lắm nha yeah. rồi cảm ơn các anh chị và bạn rất nhiều và chúc các bạn anh chị một buổi chiều thật nhiều vui vẻ đó, đặc biệt đồng hành các bạn có thể là ủng hộ mình một cái tài khoản tại ai hoặc vbs đó, hoặc là các bạn có rồi thì có thể là chuyển ai đi ở vbs hoặc ai nha bye bye hẹn gặp lại mọi người